xin chào các bạn. Với những cái bài học làm tóc của mình mà để tạo nên được những kiểu tóc đẹp thì đâu đấy mình cần phải có những cái dụng cụ hỗ trợ. Phương sẽ giới thiệu với mọi người những dụng cụ quan trọng và cần thiết nhất để hỗ trợ cho làm tóc của mình, cho tạo những kiểu tóc của mình. Thì đầu tiên dụng cụ thứ nhất đó là cặp ghim. Với cặp ghim này mình có giá là 8.000 đồng và mua ở các cửa hàng như là Xuân Thủy hoặc Tùng Linh đều có hết mọi người nhé. Mọi người có thể search Google là ra luôn đấy ạ. Với cặp ghim. Và dụng cụ thứ hai sẽ đến chiếc lược. Chiếc lược tạo các kiểu tóc này, mình chải mái này, rồi là đánh rối này, đều dùng bằng chiếc lược này hết nhá mọi người nhá. Và cũng mua rất là dễ, ở ngoài kia có cái giá cái lược này sẽ là 30.000. Ở cũng như là mua ở chỗ Tùng Linh, Xuân Thủy đấy, những cái địa chỉ đấy là chuyên bán những dụng cụ này mọi người ạ. Đấy, và đâu đấy đến dụng cụ thứ ba. Dụng cụ thứ ba này là gôm. Gôm này có tác dụng là để giữ nếp tóc. Giữ nếp tóc và tức là mình có thể đi từ sáng đến tối, mình xì gôm này, gôm giữ nếp rất là tốt. Và giá mua lọ gôm này sẽ có giá là 60.000 đồng nhé mọi người nhé. Đâu đấy là sẽ đến cái máy dập phồng chân tóc. Máy dập, mọi người có để ý không, khi là trên tóc mọi người ấy, mọi người hay bị đầu mình nó không cân hoặc là tóc nó không nảy và bị bết dính, thì đâu đấy mình sẽ dùng những cái loại máy này để dập phồng chân tóc lên, và khi mình tạo kiểu tóc nó sẽ dễ hơn. Và giá của cái máy này ở ngoài kia cũng có giá là hơn 300.000 một chút, khoảng 300, Phương cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà khoảng 320 gì đấy. Mọi người nhớ nhá, với mọi người nhớ và cái tên hãng máy này của mình. Phương đã làm nghề rất là nhiều năm, với những cái máy này Phương đã dùng qua rất nhiều đời máy, và đến thời điểm này Phương đã dùng đến cái máy này rất là tốt. Giá thành thì rẻ mà lại còn nhiệt giữ tốt và rất là ăn tóc. Nhớ tên máy của mình, mọi người cùng nhìn nhá, để khi mình ra mua đồ thì mình sẽ dùng được những cái sản phẩm có giá tốt mà lại có ta dùng được, ý là nó sẽ giữ được sóng lâu, giữ được sóng lâu và có tác dụng, chứ không như nhiều máy ngoài kia cũng bằng tiền như thế này, nhưng mà để chất lượng thì sẽ không bằng những cái dòng máy này Phương đã đang dùng. Những cái gì Phương dùng tốt và giá thành rẻ thì Phương sẽ giới thiệu đến mọi người, để mọi người không mất công đi mua vào những cái máy mà nó không đúng như ý mình mong muốn. Đến dụng cụ thứ ba rất quan trọng mà phải dùng cho nhiều kiểu đầu, đấy là máy cuốn xoăn. Máy cuốn xoăn này có phi 22 mọi người nhé. Phi này là phi trung bình, sẽ làm cho được rất là nhiều kiểu tóc, rất là nhiều kiểu tóc, và cũng có giá là 320 gì đấy. Nói chung là các cái giá nó cũng xem nhau, và cũng mua ở Xuân Thủy, Tùng Linh đều có hết nhé. Mọi người cứ search Google là nó sẽ ra cái địa chỉ của mọi người, khi mà ở đâu gần nhất thì mọi người sẽ ra mua ở tại đấy nhé. Máy này khi mình dùng thì mình sẽ để ở nhiệt độ là 210. Mình lưu ý nhỏ một chút là khi chuẩn bị dùng máy thì mọi người nên bật trước để cho máy nóng già. Khi đấy mình cuốn nó sẽ ăn hơn và nó sẽ giữ nhiệt hơn. Còn khi mình vừa mới làm mà mình bật lên thì nó sẽ không giữ nhiệt, và ở đâu đấy nó sẽ không ăn, thì mình sẽ cảm giác như là máy không tốt. Nhưng với những cái máy này Phương dùng rất nhiều rồi nên Phương biết là dùng rất là ăn nhiệt, ăn sóng này. Mọi người nhìn nhá, đây tên sản phẩm đây nhá. Tên sản phẩm mọi người nhớ chụp lại những cái tên của sản phẩm này để đi mua cho nó chuẩn, cho nó đúng với cái mình mong muốn. Vâng, và đến dụng cụ cuối cùng, dụng cụ này là máy dập ba càng. Máy dập ba càng, khi dùng máy này thì sẽ tạo ra những kiểu tóc như của Phương. Những kiểu tóc như của Phương đang vừa làm, và có những cái video Phương hướng dẫn thực tế trên tóc của Phương luôn. Và dùng bằng máy này. Máy này dùng cho cả tóc ngắn và tóc dài đều phù hợp. Nếu mọi người mà muốn sóng to hơn thì mọi người sẽ lấy cái bản máy này to hơn nhá. Còn Phương sẽ lấy cái bản trung bình để mình sử dụng được cho nhiều đối tượng. Tóc ngắn cũng được và tóc dài cũng được mọi người nhá. Đây để Phương, đây mọi người nhớ chụp lại nhá, chụp lại những cái tên này nhá. Chụp lại những cái tên này để khi mình đi mua không bị nhầm lẫn về tên hãng nhé mọi người nhé. Và giá máy thì cũng có giá là hơn 300 một chút, khoảng 320 gì đấy. Cũng xem nhau thôi các bạn ạ.
và có tất cả ở trên những cửa hàng Tùng Linh với cả là Xuân Thủy mà Phương đã giới thiệu. Mọi người cứ qua đấy mua là sẽ có nhá. Đây. Khi dùng thì mọi người nhớ là cũng bật máy trước này, bật máy trước và đâu đấy là cũng sẽ bật 220, nhiệt ở 220. Còn nếu như với những cái tóc nào quá yếu thì mình nên dùng ở mức độ 180 thôi, thì nó đỡ bị tổn thương cho tóc, đỡ bị tổn thương cho tóc và tóc đỡ bị khô rối mọi người nhá. Mọi người nhớ cái nhiệt độ Phương nhắc mọi người lên dùng. Tóc khỏe thì mình có thể dùng ở 220 rất là ok. Đấy, những sản phẩm của Phương đã giới thiệu những cái loại máy mà để hỗ trợ cho những kiểu tóc của mình làm cho nó hiệu quả và rất là tốt, thì Phương đã giới thiệu với mọi người và mọi người lên chụp lại những cái tên của sản phẩm và khi đâu đấy ra ngoài kia mua thì mình sẽ mua đúng những sản phẩm mình cần. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người vào bài học đầu tiên của kiểu tóc sẽ thuận lợi và dễ làm, nhanh, dễ hiểu. Mọi người khi mà làm những kiểu tóc của Phương hướng dẫn thì mọi người lên là làm đi làm lại, làm nhiều lần và phải nhớ là mình sẽ có hương ở phía đằng trước. Khi mình làm thì mình sẽ cân đối khuôn mặt để tạo cái dáng tóc nó phù hợp với khuôn mặt của khách hàng hoặc là của mình nhá. Có gương rất là quan trọng, cũng như là khi mình chụp ảnh cũng thế, cái gương là một cái phản chiếu từ chụp ảnh lại mọi người nhá. Thế cảm ơn mọi người đã xem và mời mọi người vào bài học tiếp theo.